Đây đúng là một trận chung kết. Các cầu thủ hai bên đã gặp nhau tại vòng bảng rồi, nên họ đã rất quen với những miếng đánh của đối thủ. Vì vậy nên bây giờ thì thế trận vẫn đang rất chặt chẽ. Và đây sẽ là quả ném bóng của Nguyên Giáp. Văn Ngọ đã bắt bóng chính xác. Ném bóng lên. Quả ném bóng lên hơi mạnh so với đà băng lên của Minh Hạnh. Và đây là Minh Hạnh. Rất đáng tiếc. Vừa rồi thì Văn Mùi đã bắt được bóng trước. Đó là thẻ vàng dành cho số 9 Minh Hạnh. Tôi quan sát đó là một pha ham bóng của tiền đạo số 9 bên phía thị trấn Hàng Trạm. Rất nguy hiểm. Pha thoát tim dành cho các cầu thủ, dành cho các cổ động viên bên phía Hàng Trạm. Trong một tích tắc thôi thì Văn Ngọ đã dùng những ngón tay để gẩy quả bóng qua xà ngang. Rất hồi hộp. Đó là một quả đá bóng, quả phát bóng lên từ rất xa của Văn Thế. Minh Hạnh đang có bóng. Đây là Phương Nam. Minh Hạnh đang di chuyển rất nhanh. Đường chuyền của Phương Nam. Văn Mùi đang băng lên rất cao để nhận được, để bắt bóng. Quả phát bóng của Văn Mùi đi ăn nhiều sang má ngoài. Sẽ có quả phát bóng lên dành cho thị trấn Hàng Trạm. Quả phát bóng lên dành cho Văn Ngọ. Ở chỗ Phương Nam. Phương Nam không thể chạm vào bóng. Quả ném bóng dành cho các cầu thủ Hoàng Trạm. Đình Trung. Quả ném bóng không tốt và các cầu thủ Sa Đa Phúc đã có bóng. Hoàng Hiệu. Đường chuyền chính xác dành cho Duy Thịnh. Và đây là Minh Hạnh. Hoàng Duy Tâm. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ áo đỏ. Đối mặt với anh Nguyễn. Vừa giờ thì anh Nguyễn đang dạt từ cánh trái sang tận bên giữa sân hành lang cánh phải để tham gia cướp bóng. Những cầu thủ bên Đa Phúc đang di chuyển rất rộng. Hầu như cầu thủ nào bên phía Đa Phúc cũng đều có mặt ở tất cả mọi vị trí trên sân. Sẽ là quả phát bóng lên của Văn Ngọ. Vẫn là Phương Nam. Quả đánh đầu vừa rồi có lẽ là hơi với. Thời gian đang dần trôi về những phút cuối cùng của hiệp thi đấu thứ nhất trận chung kết giải bóng đá vô địch 7 người huyện Yên Thủy năm 2023. Tỷ số bây giờ trên sân vẫn đang là không đều. Nếu như trận đấu ngày hôm nay có kết quả hòa thì sẽ là một loạt sút luân lưu rất hấp dẫn dành cho các quý vị khán giả đang theo dõi trận đấu này. Chờ bóng lên của Văn Mùi. Người đứng đầu đó là Minh Hạnh. Quốc ơi. Không có gì cả. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ. Đó là cú sút của số 23 Trương Đức Đạt. Như vậy là trong hiệp thi đấu thứ nhất sẽ có 1 phút bù giờ. Thế bế tắc vẫn chưa được phá vỡ. Rất có thể thì trong hiệp 1 này sẽ khép lại với tỷ số là không đều. Chúng ta sẽ phải chờ những tình huống nguy hiểm ở hiệp thi đấu thứ hai. Quả ném bóng dành cho các cầu thủ thị trấn Hàng Trạm. Minh Hạnh. Quả ném biên rất thông minh của Minh Hạnh. Bóng đang chạm chân của Trương Đức Đạt rồi. Đức Đạt đang có bóng.
Đây là Minh Hạnh. Cú đặt lòng của Minh Hạnh. Bây giờ là một quả đặt lòng hơi cao. Sẽ có một quả phát bóng lên dành cho thủ môn bên phía Đa Phúc. Hai đội bóng đó là hàng chạm, và như vậy là trọng tài đã thổi còi kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất trận chung kết giữa thị trấn Hàng Chạm và Đa Phúc. Tỷ số tạm thời là 0-0. Quý vị và các bạn đã quay trở lại với sân vận động huyện Yên Thủy, nơi sẽ diễn ra hiệp 2 của trận chung kết giải vô địch bóng đá 7 người huyện Yên Thủy năm 2023. Cuộc đối đầu giữa thị trấn Hàng Chạm và Đa Phúc. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ hai bên đã có một tỷ số đó là 0-0. Lần này thì các cầu thủ Hàng Chạm sẽ có quyền giao bóng trước. Người có bóng đang là Minh Hạnh. Được chuyển ra cho Phương Nam. Bóng đến từ Trương Đức Đạt. Hoàng Tân. Tại ba lô đang có bóng. Đình Trùng. Bóng đã đi hết đường biên dọc, ném biên dành cho các cầu thủ Hoàng Trạm. Ném bóng hướng tới đội trưởng Phương Nam. Tuy nhiên thì cú đường truyền vừa rồi là đi không chính xác. Một quả phát bóng lên dành cho thủ môn Văn Mùi. Chờ bóng, cùng đó là đường truyền dành cho Văn Thế. Văn Thế chờ bóng vào. Một bóng đó là Minh Hạnh, bóng đi rất bổng và cao. Tuy nhiên thì Văn Mùi đã ôm gọn được trái bóng. Chờ bóng của Trương Đạt. Bóng vẫn còn trong sân. Bóng lên của Minh Hạnh. Bóng là Hoàng Hiệu, bóng vẫn đang ở trong sân. Bóng của Duy Tâm. Trương Đạt. Bóng của dứt điểm của Trương Đạt này đi hơi ăn ra má ngoài. Sẽ là một quả ném biên dành cho các cầu thủ thị trấn Hàng Chạm. Các cầu thủ của hai bên đang nhập cuộc với một tâm thế rất thận trọng. Và có vẻ là nhịp độ trận đấu đang chậm hơn so với những phút cuối của hiệp thi đấu thứ nhất. Ném biên dành cho các cầu thủ thị trấn Hàng Chạm. Bên phía Hàng Chạm thì họ vẫn chưa sử dụng sự thay đổi người nào cả. Vẫn là 7 cầu thủ trong đội hình xuất phát. Người chạm bóng cuối cùng là Hoàng Hiệu. Quả ném biên nữa dành cho các cầu thủ Đa Phúc. Đây sẽ là những giây phút để các cầu thủ có thể lấy lại được bình tĩnh và làm chủ được thế trận. Như vậy là bóng đã được đưa vào sân. Quả ném biên của số 23 Trương Đức Đạt. Quả ném bóng thẳng vào khung thành. Vừa rồi thì Văn Ngọ đã đấm bóng giải nguy. Ngay sau đó là cú sút của Nguyên Giáp tại ba lô. Cú đánh đầu của Đình Trung. Bóng đã trôi đi hết đường biên dọc rồi. Ném biên dành cho các cầu thủ Đa Phúc. Đánh đầu của Hoàng Hiệu. Cứ ngắm mà này. Ném bóng của Trương Đức Đạt. Không có một quả đánh đầu đến từ số 17 Quốc ơi. Văn Ngọ đang có bóng. Chém bóng lên chính xác. Tuy nhiên thì
quả đánh đầu của đội trưởng Phương Nam lại đi không được như ý muốn. Có một sự rất trùng hợp đó là thị trấn Hàng Trạm và Đa Phúc đều là những nhà vô địch của hai giải đấu gần đây nhất. Đương kim vô địch đang là Đa Phúc. Và đội bóng thị trấn Hàng Trạm đã vô địch ở mùa giải 2019. Ở trận đấu này thì sẽ có một trong hai đội bóng sẽ có được chức vô địch và được cầm cúp phạt bóng lên dành cho Văn Ngọ. Chào bóng của Văn Ngọ. Chào bóng không thể qua được cái chân của trung vệ Văn Thế. Ném biên dành cho các cầu thủ thị trấn Hàng Trạm. Và đây là Đình Trung. Đánh đầu của Nguyên Giáp. Và đánh đầu, đó là quả pha bóng lên của Văn Thế. Anh Nguyên. Sự tranh chấp của số 4 và số 6. Bóng đã an toàn rồi. Bóng đang trong chân của thủ môn Văn Ngọ. Quả phát bóng của Văn Ngọ. Đội bóng chính xác. Hoàng Duy Tâm. Bóng đang qua trong sân. Trọng tài xác định không có lỗi trong tình huống vừa rồi. Để bóng của Đình Trung. Đánh vai của đội trưởng Phương Nam. Quốc ơi đã lui về để phòng ngự. Quốc ơi và Duy Thịnh. Duy Thịnh cũng là một cầu thủ có một nền tảng thể lực rất tốt bên phía thị trấn Hàng Trạm. Vừa rồi là cú đánh đầu của Văn Thế. Những giây phút rất căng thẳng. Đá nghe trọng tài đi. Đội mình đá nghe trọng tài nhé, không đá láo đâu. Em miệng của Đình Trung đã qua được Trường Đức Đạt. Và đây là Duy Thịnh. Cái chân của Văn Thế đã cướp mất một tình huống nguy hiểm bên phía Hàng Trạm. Trọng tài đã căng cờ rồi. Quả ném biên dành cho đội bóng áo đỏ. Mở trận bóng cuối cùng đó là Nguyên Giáp. Sự ghép nghẹt thở của các cầu thủ trong sân. Tuy nhiên tỷ số vẫn đang là không đều. Anh Nguyên. Quả pha bóng vừa rồi có lẽ là của Hoàng Hiệu. Quả chơi bóng dành cho phạt góc dành cho các cầu thủ Đa Phúc. Lần này thì Quốc ơi sẽ là người thực hiện quả phạt góc này. Một người nhà thôi. Quả chơi bóng của Quốc ơi. Quả chơi bóng, người đánh đầu đó là Tài Ba Lô. Vậy là trọng tài đã cắt còi. Đá phạt lên dành cho thị trấn Hàng Trạm. Liền luôn bia ra. Không có luôn bia vào. Quả phát bóng lên của thị trấn Hàng Trạm. Văn Ngọ treo bóng. Người cắt được bóng đó là Nguyên Giáp. Bên phía các cầu thủ thị trấn Hàng Trạm có sự thay đổi người. Người ra sân đó là Đình Trung mang áo số 6. Vào sân là Hoàng Tuấn Trình mang áo số 7. Hoàng Tuấn Trình cũng là cầu thủ đã có một bàn thắng duy nhất trong trận đối đầu với Đa Phúc ở trận khai mạc.
Hy vọng là cái may mắn của số 7 bên phía hàng trạm sẽ vẫn được tiếp tục để tỏa sáng kịp thời. Bình Hạnh vẫn đang là Bình Hạnh. Quyền Giáp đã cắt được bóng, ngay lập tức là một đường chuyền dành cho anh Nguyễn. Một quả ném biên dành cho các cầu thủ Đa Phúc. Thời tiết trên sân là khá mát mẻ, khác hẳn so với buổi chiều ngày hôm qua. Thời tiết rất oi bức. Người chạm bóng cuối cùng đó là Trương Đức Đạt. Một quả phát bóng lên dành cho thị trấn Hàng Trạm. Đừng mà đưa cho đảo nặng đây. Bóng vào bóng bao. Bên phía thị trấn Hàng Trạm sau khi vào sân thì Tuấn Trình sẽ là người đá ở vị trí cao nhất. Và Duy Thịnh được kéo về để chám vào vị trí mà Đình Trung đã bỏ lại. Quả ném biên dành cho thị trấn Hàng Trạm. Ném biên của Minh Hạnh. Còn về quả đường biên giáp sẽ là một quả ném biên nữa dành cho đội bóng áo đỏ. Nếu đó là một quả mở bóng lại dành cho tuyến 2 thì sẽ là một cơ hội nguy hiểm hơn. Bóng lên của Duy Thịnh. Bóng đã trôi ngang qua chân của Tuấn Trình. Bóng đã đi hết đường biên dọc, ném biên dành cho thị trấn Hàng Trạm. Phương Nam đã có bóng. Quả đánh đầu của Nguyên Giáp. Chọc đầu này nhìn lại. Duy Thịnh, đây là Hoàng Tâm, tài ba lô, bóng đã chạm chân tài ba lô và đi hết đường biên dọc. Sát vào lưng ấy. Như vậy là sau pha sẽ va chạm vừa rồi thì một cầu thủ đang bị đau. Có lẽ đó là trung vệ Văn Thế. Sau va chạm vừa rồi thì trung vệ bên phía xã Đa Phúc cũng đang tỏ ra rất đau. Vào bóng giáp thì phải chịu. Bọn Trình nó quái cũng kinh nghiệm lắm. Bằng mất tiến công theo buổi. Công nó không đau chân vẫn đá ngon. Sẽ có một quả đá phạt góc dành cho thị trấn Hàng Trạm. Chéo bóng vào. Bóng đang ở khu vực đáy biển. Tiền đạo Minh Hạnh. Đó rồi. Một cầu thủ đang ngang. Phải xác định đó là lỗi của Minh Hạnh đối với Nguyên Giáp. Ta yêu cầu cao thủ Sa Đa Phúc đặt bóng đúng vị trí. Với bản vào đá men lại thua, thủ môn bắt hay. Đá phạt lên dành cho Đa Phúc. Nguyên Giáp. Có chó ngủ Nguyên Giáp. Bóng đi hơi nhẹ. Bóng vẫn còn, trọng tài đã căng cờ rồi. Quả đá, một quả ném biên dành cho các cầu thủ Đa Phúc. Nếu bóng của Nguyên Giáp, anh Nguyễn. Đá phạt của Hoàng Hiệu. Bóng vẫn còn trong sân. Đây là Trương Đức Đạt. Trương Đức Đạt đối mặt với Duy Thịnh. Vẫn chưa qua được Duy Thịnh. Tốt. Duy Thịnh là người chiến thắng trong pha bóng vừa rồi. Câu chuyện dành cho Duy Thịnh. Có thể căng ngang. Đó là cú ngang. Đáng tiếc. Vừa rồi thì Phương Nam không thể có một pha nhập cột thành công. Đó cũng là một lời cảnh báo đến khung thành cầu thủ môn Văn Mùi. Còn lấy Văn Đoàn thì ăn.
nỗ lực của Chí Thịnh là rất tốt rồi. Hiện thì các cầu thủ thị trấn vẫn đang thiếu một chút gì đó may mắn. Duy Thịnh, đây là Hoàng Tuấn Trình. Hay quá. Và đây là Duy Thịnh. Cú sút của Duy Thịnh không có gì nguy hiểm cả. Đó là một cú sút chưa đủ khó để có thể đánh bại được thủ môn Văn Mùi. Cố lên, sắp hết giờ rồi. Anh Nguyễn Anh nhập ơi. Đúng rồi. Rất khó có thể vượt qua được các cầu thủ bên phía hàng chặn. Hoàng Duy Tâm. Hoàng Duy Tâm gặp sự truy cản của Tài Ba Lô. Có lẽ vừa rồi thì hậu vệ cánh đang đứng hơi thấp so với đường truyền của Duy Thịnh. Quả đấy ông số 8 ông phải lên. Mệt rồi. Mệt rồi. Đạp đi coi chắc với bị chỉnh chút lại nó có phải đạp đi thôi đó. Với đá nó. Cô và cô đi nhá. Đây là một giải đấu có một tính chất em và cô đi chung ơi. Rất căng thẳng. Chung ơi chạy đây. Quả đánh đầu cuối cùng đó là của không, đó là một pha phạm lỗi của Văn Tài đối với Hoàng Tâm. Đá phạt dành cho các cầu thủ thị trấn hàng chạm. Loạt sút lăn luân lưu đang đến gần với cả hai đội. Minh Hạnh sẽ có một quả treo bóng thẳng vào đường truyền dành cho Phương Nam. Người cắt được bóng đó là Nguyên Giáp. Vậy nào là Minh Hạnh. Hoàng Tâm. Cú sút của Hoàng Tâm. Sau hai nhịp bóng thì thủ môn Văn Mùi đã ôm trọn được trái bóng. Quả phát bóng lên dành cho thủ môn Sa Đắc Phúc. Quả đánh đầu vừa rồi là của Duy Thịnh. Nguyên Giáp. Vậy là Duy Thịnh. Tuấn Trình. Nguyên Giáp có một quả treo bóng lên. Và bắt bóng an toàn của thủ môn Văn Ngọ. Minh Hạnh. Đường truyền đã bị cắt bởi một trung vệ bên phía Đa Phúc, đó là Văn Thế. Và đây là Duy Thịnh. Đường truyền hơi mạnh. Rất căng thẳng. Thời gian vẫn đang trôi đi. Và bàn thắng thì vẫn chưa tới. Đây là quả ném bóng của Nguyên Giáp. Tràn hết kìa. Minh Hạnh. Phía bên trên đang có Phương Nam. Đường mở biên. Tuy nhiên thì không có một cầu thủ. Sẽ có 3 phút bù giờ cho hiệp thi đấu thứ hai. 180 giây cuối cùng dành cho cả hai đội. Như vậy thì các cầu thủ sẽ phải sẵn sàng dành cho một kịch bản một loạt sút luân lưu cân não. Cả hai huấn luyện viên sẽ có những sự thay đổi người để có những tính toán chính xác để sẵn sàng cho cuộc loạt đấu súng này. Quả ném biên hướng tới Nguyên Giáp. Nguyên Giáp quyết định sút luôn. Đi bóng không chính xác. Hãy lùi tí. Cầu thủ ơi, lùi tí. Lấy ảnh đi. Người ta phải mua là một cái đầu tư ấy, như cái cần cẩu ấy, treo con đấy. Đá xong trận này là mưa mà. Bóng đang trong chân của Hoàng Hiệu. Quả đánh đầu của Trương Đức Đạt. Rồi thì Duy Thịnh đã bị trượt chân. Bên phía cầu thủ Hoàng Trạm có sự thay đổi người. Người ra sân đó là số 10 Hoàng Duy Tâm. Vào sân là số 11 Toàn BM. Hãy
trọng tài nó thời gian đang không còn nhiều. Huấn luyện viên của Trương Đạt. Qua người đến từ anh Nguyễn. Vẫn đang là anh Nguyễn. Quả bóng an toàn lên của số 19 Hoàng Hiệu. Rất hồi hộp. Có lẽ thời gian chỉ còn 1 phút bù giờ nữa thôi. Trường Đức Đạt. Ném biên dành cho Nguyên Giáp. Của Tuấn Trình với một phạm lỗi dành cho các cầu thủ hàng chạm. Rất căng thẳng. Đánh lên đi. Đứng chơi bóng đang là Tuấn Trình. Vậy là số 9 Minh Hạnh sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Vô cùng hồi hộp. Chặn hai vào. Đã có 4 cầu thủ áo đỏ ở phần sân của Đa Phúc. Minh Hạnh chơi bóng. Xít không qua được cú đánh đầu đến từ Phương Nam. Phá bóng lên của Văn Mùi. Có lẽ là Văn Mùi đã sẵn sàng cho một loạt sút luân lưu căng thẳng. Bóng tiến đưa đăng ký sau mà. Một phá bóng lên của Văn Thế. Toàn BM. Một phá va chạm của số 92 bên phía Đa Phúc và số 7 bên phía thị trấn Hàng Trạm. Và người đang bị đau đó là Văn Thế. Làm xong rồi nhé. Anh ơi, thời gian đang còn rất ít. Lao vừa thôi, lao bóng vừa thôi. Các cầu thủ của hai bên có lẽ đang sẵn sàng để đá pen thôi, để đá luân lưu thôi. Bên phía cao thủ Đa Phúc có sự thay đổi người. Người ra sân đó là 96 Văn Giáp. Vào sân là số 99 Văn Long. Cố lên nhá. Văn Long sẽ vào sân với một mục đích thực hiện những quả đá luân lưu. Đây sẽ là tình huống cuối cùng của trận chung kết giải vô địch bóng đá 7 người huyện Thị Nam Khơi khóa 3. Cú đánh đầu đó là của, nhưng mà là trọng tài đã thổi còi kết thúc trận chung kết giữa thị trấn Hàng Trạm và Bảo Hiệu. Tỷ số là 0-0.